Ôi bây giờ là xong cơm rồi. Ui cơm này. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Cô bác thân mến, hiện tại là vợ chồng của cháu lại có mặt ở nhà bé Sam với cả bé Kính rồi cô bác ạ. Đấy thì hôm qua là chúng cháu đi vào đây là cũng có chú thợ là chở vật liệu vào đây rồi. Hôm nay là các chú thợ là bắt đầu ra đây để mà đào nền với cả đào bể phốt đấy cô bác. Đây là hôm qua là chở cát. Gạch với cát vào rồi. Chiều nay sẽ chở xi vào nữa cô bác ạ. Đấy, hai bé thì hôm nay vẫn đi học rồi, đấy, không ở nhà. Chắc là đến cuối tuần hai bé về thì cũng xây lên được mấy hàng gạch rồi. Cát này thì cũng... Cát này cũng khá là đẹp các bác. Ở bên chỗ của cháu Quyền ấy thì là ở bên này là xây bằng cát. Còn lên trên đồng văn thì ở đấy lại xây bằng cái bột đá. Tại vì ở trên đấy thì cát rất là đắt. Nhưng mà bên này chắc thì là lại có chát nhiều cát nhỉ? Các bác. Cát này mịn như này chắc là chát được rồi nhỉ? Đấy. Một xe này khả năng là cũng đủ rồi, cả láng nền nữa. Chào hai chú nhá. Vâng, xin chào. Hôm nay có hai anh em làm thôi à? Vâng. Khởi công ấy. đây đang hôm nay là các chú thợ đang về để đào cái móng với cả đào cái bể phốt của bác. Và cái nền này. Nền này sẽ làm cao bằng cái nền kia nhá. Chú ơi. Vâng. Cao bằng cái nền nhà. Lại phải lấp đất vào tại vì là chỗ nền này hơi thấp một tí các bác. Bể phốt này đào nó sâu một tí chú nhá. Tại vì là hai đứa này nó còn bé. Cả đời nó đi vào đây cơ mà. Làm xây hai ngăn. Và cái ống dẫn nước thải sẽ đi vào đây, chảy xuống dưới ruộng kia. Ô hôm nọ làm cái vườn rau này phá ra rồi. Yến này, tí nữa em dỡ cái lưới này ra đi. Hôm nào làm xong cái này lại rào lại. Hôm nọ em trình mua lên ấy. Không là tí lại hỏng hết. Chưa mà biết làm vườn rau ở chỗ này thì không phải phá rồi. Bây giờ rau đang lên tốt thì phải phá. Kệ. Trời. Kệ. Cái này vẫn lên, vẫn sau này vẫn được ăn mà. Chỗ này. À cái này cũng không cần lấy ra đâu mà lưới này. Tí nữa lại rút cái cọc này cắm vào kia. Xong là dựng hai cái cọc kia lên. Có, không sao cả. Cái này không sao. Thưa cô bác là về cái nền chiều dài, chiều rộng của cái nhà bếp này là cái chiều dài của nó là 6 mét. Đấy, 6... À đâu, 5 mét... 5 mét 60. 5 mét 60. Cái chiều dài bằng đúng đấy cái ngôi bằng nhà cái này. Nhà. Ngôi nhà này dài là 5 mét 60 đúng đến cái cột kia kìa cô bác. Cái cột ngoài hiên ấy. Và cái... chiều dài sang bên này là 4 mét. Đấy, cái chiều dọc xuống là 5m60. Hôm nay là cũng ngày đầu nên là mua ít thịt về cho mấy anh em thợ nhá. Ngày đầu thì nuôi một bữa thôi, còn bữa thứ hai thì hai chú tự túc nhá. Đấy là cổ vũ tinh thần một chút xíu. Thế là xây này thì lấy mấy người đấy? Hai người với lại một người phụ thôi. Hai người xây một người phụ à? Vâng. À đúng rồi. Hai người xây thì một tuần là xong ấy nhỉ? Lấy nhiều người quá thì tiền nó cũng ít thì với lại nhà nó cũng bé, nhiều người thì nó cũng vướng nhau không làm được không? Ít người mới làm việc với mấy chất lượng. Anh hôm trước đi sửa nhà cửa cho nhà bé Huy Khang của bác ạ. Còn chú ở dưới này là trước cũng có đồng hành cùng với chúng cháu là làm nhà bên anh A Lúa ấy cô bác. Thế mấy nữa có đi làm nhà anh Hải không? À chú? Có. Có làm không? Làm cả nhà anh Hải không? Nếu mà làm thì xây cái này nhanh mà sang bên đấy triển khai nốt nhà anh Hải thôi. Làm cái này xong là bắt đầu chuyển sang nhà anh Hải rồi. Không đấy mà. Miễn là giá cả hợp lý là ok luôn. Bây giờ là sắp vào mùa mưa rồi, nếu mà không tranh thủ làm là mấy nữa trời mưa là không làm được.
các anh em thợ thì cháu cũng chỉ lấy người ở địa phương trên vùng cao này thôi. Tại vì là ở đây thì anh em thợ là ai cũng hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn. Đấy, công ăn việc làm thì cũng lúc có lúc không. Một phần là cũng muốn tạo công ăn việc làm cho người dân ở tại chính quê hương của mình. Nếu mà chiều nay xi vào là chiều nay bắt đầu xây luôn à chú? Vâng, có xi măng là xây luôn móng ấy. Thế thì chắc là trong vòng chú ơi, móng của nó đào nó xuống thấp một tí nhá. Để nó đổ cho nó chắc chắc, tại vì cái tường mình xây không có cột ấy, không có sắt gì thì sợ sau này nó nứt. Đào cái móng nó chắc sâu một tí. Cái đất này thì không phải đất mượn, đất nó cứng nó ấy rồi thì chắc là cũng chả sao, nhưng mà cứ đào sâu một tí. Cao bằng người chưa? Cái bể phốt đấy chú. Bằng rồi. Đào cao bằng người. Chú cao 1 mét mấy? Chú bây cao. Giờ đào xuống thấp nó ấy mà, đất nó mịn mà thoải mái. 1 mét 50. 3 mét bể đôi. 3 mét bể đôi. Thế thì đào cao bằng người chú là được rồi. Hai bạn nhỏ thì đi học rồi các bác. Khả năng là phải thứ 7 mới về. Đấy, trong cái quá trình mà hai bạn ấy đi học thì hai vợ chồng cháu Quyền sẽ là người túc trực ở đây để mà lo cho anh em thợ là sắp xếp công việc cũng như là cơm nước. Ô bây giờ là chiều nay mà xi vào là không có nước là phải đi mua thêm cuộn ống nước về để đi kéo nước. Không biết là đã tìm, hôm nọ em Trình đã tìm được cái nguồn nước chưa cô bác? Hôm nọ em Trình là xin được nhà bên kia kéo rồi, bây giờ chỉ cần có ống nước là mình lại đi nói chuyện với chú. Không biết kia là người ta cho trong cái thời gian xây này hay là cho lâu dài, không biết nữa. Cái này là mình phải đi nói chuyện thì mới biết được. Mua luôn một cái tách mới nhỉ? Tại vì là nếu mà mua cái can hay cái thùng về thì vài hôm, nếu mà sau này có tiền mua tách thì vẫn dùng cái tách thôi. Đấy cô bác ạ, nếu mà vài hôm nữa nếu mà có nước về đây, sẽ lắp đặt cái tách ở đây và để nước chảy vào cái phòng nhà tắm, nhà vệ sinh luôn. Đặt ở trên cao này chắc chảy xuống thoải mái rồi nhỉ? Chỗ gốc cây bưởi này. Chỗ cây đào ấy nhỉ? Cây đào trên kia là được ấy. Bây giờ phải mình ở trên bàn này hay có gió to là mình phải mua tách nằm nhỉ? Mua tách nằm cho nó đảm bảo hơn, nếu mà nằm tách đứng nó sợ là hai đứa nó còn đi học ấy. Nếu mà hôm nào mà mưa to gió lớn không có nước nó đổ nó lại hỏng. Nên là mình ở trên vùng cao này mình phải mua cái tách nằm. Sáng nay là đào xong cái móng ấy nhỉ? Sáng nay là xong ấy. Cái này tháo ra luôn đi. Mấy tí nó lấp đất vào nó lại tháo nó khó. Xong là tí lại phải đào móng nữa. Cái nhà hôm nọ còn để lại cái này làm cái gì nữa. Tháo ra luôn chưa chú? Chú cháu mình tháo nhỉ? Tháo đi, tháo cái này ra đi. Cái đấy là lòng với tiết nhá. Tiết thì họ cho không thôi. Các chú còn tự mang mấy quạt từ trên nhà xuống. Ở trên này nó không nóng như ở dưới kia. Thế tối nay là ngủ đây hay là về? Tối nay là vẫn phải về, sáng mai còn cầm cái đồ nữa. Quần áo các thứ chưa mang lên đúng không? Đúng rồi. Lấy đồ đạc chưa tiện lên. Dỡ cái này ra. Cái tấm lập thì ui giời, hôm nọ hỏng hết à. Tưởng là tấm lập này chắc cũng lâu lắm rồi không dùng được nữa đâu. Nên này. Không dùng được thì cái này là vỡ rồi, cái này nó vỡ sẵn rồi chứ không phải là tháo cái này ra nó mới bị như thế. Tí nữa là tự nấu cơm ở đây ăn luôn nhá. Vâng. Khả năng là sẽ nấu ở ngoài này thôi. Cái này phải có cái gì ấy chú ạ? Có cái búa. Đúng rồi. Này cũng làm chắc chắn đấy chứ nhỉ? Đấy, cái phần cửa thì vào. Cháu sẽ làm từ chỗ này vào luôn này các bác. Em lấy thước ra đo xem cái chỗ này là bao nhiêu. Có đủ một cái cửa vào không? Không thì thước của chú đâu? Lại phải bịt vào làm chỗ khác vào. Nhưng mà không, nếu mà làm ở đây vào giờ... thì cũng được các bác. Bây giờ là nhà hai bé làm... Làm cửa từ đây vào là nó sẽ tiện hơn.
thì mình để chậu, sau này mua chậu rửa bát đây để bên dưới này thì nó làm cửa bên đấy thì nó hợp lý hơn. Em đo xem cái chiều ấy xem là bao nhiêu mét. Chiều cao thì thoải mái rồi. 80 phân không? Không được. Bao nhiêu? 74. 4 à? Hơi hẹp tí nhỉ? Đâu, được. Em thử đứng người xem nào. Nên này thoải mái thôi mà. Chiều cao xem nào. Này phải làm cửa. Khi đến tận trên này á chú nhỉ? Hay là không, hay là để trên này một ô thoáng nhỉ? Cao quá. Nếu mà để làm kiểu gì nó bịt lại được một nửa đi. Nó à một tí đấy đi. Là cho thợ lát cửa thì nó khác bịt được mà, bảo nó bịt là mình đo chiều cao cho nó, bảo là ở kia nó lát một tấm để che. Làm tầm đến đây xuống là vừa rồi nhỉ? Trên này ấy. Chú làm trên này xuống được rồi nhỉ? Cửa ấy. Rồi, cao bằng này là được rồi. Đấy. Cao bằng đấy thôi. Không, nó làm cánh cửa cao bằng này. Cháu rồi. Cao 1m63 này, 1m. Làm tận ấy nó cao quá. Cửa nó phải ít nhất cũng phải 2m nhỉ? Ừ. 2m. Ừ. Mét 8 thôi. Mét 8 á? Nếu mà 1m8 là như này. Nhưng mà dưới này có phải xây một hàng gạch để đây không nhỉ? Không, không xây nữa đâu. Xây nữa là mình quét rác là đi nó không quét được này. Đây còn là bỏ nâng cái nền cho bằng cái này xong. Cho nó bằng cái nền mà. À, là ý là muốn là quét rác từ đằng kia đổ ra ngoài này đúng không? Ờ đúng rồi, thì nếu mà như này à? 1m80 là như này đúng không? Đúng rồi. Thế cửa 1m80. 1m8. Đây. Tầm này thôi. Xong là bên trên này là mình cho thợ nó gắn một que nhôm ở đây, xong là nó lắp một cái miếng kính ở trên này là được. Nhìn nó sẽ đẹp hơn nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ nếu mà mình bịt bằng xi măng thì nó hơi khó. Với cả nhìn nó không đẹp. Cửa là để như này là được rồi. Ừ, cửa đấy. Nếu mà bây giờ mà mình mở được một cái cửa ở đây nữa thì nó nhìn nó có sao sao ấy. Đây chỉ có được mở được một cái cửa sổ ở đây thì nó hợp lý thôi. Bởi vì mình làm để chậu rửa bát ở khu này. Không biết là làm cửa sổ bên này hay ở bên kia được nhỉ? Bên này. Nhìn ra kia chứ. Đằng bên kia là mình làm lò bếp với lại bàn thờ. À đúng rồi. Làm cửa sổ bên này nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn nhỉ? Ui. Cái này là cái tấm lợp này là nó rơi xuống đấy. Rơi không? Có. Cái này chắc này có đinh đâu mà ở bên trên này. Đầu trên thì không có nhưng mà đầu dưới này có đinh. Này cái chắc bếp được. Này là làm được mười mấy năm rồi các bạn. Vỡ hết đi chú nhỉ. Từ cái lúc mà bố với cả mẹ của hai bạn nhỏ này còn đã làm rồi. Cải mấy chỗ kia một tí. Tấm lợp này cũng không nên nữa đâu. Này là hy vọng là trời thời tiết ủng hộ không mưa. Làm mấy hôm là xong các bác. Thế mà cứ mát như thế này là làm nhanh thôi chú nhỉ? Này thì cũng nhanh thôi. Làm nhanh thôi. Lâu là cái chỗ bể phốt với cả mình làm bàn thái các thứ. Cái ống thải là sẽ làm từ bên nào xuống chú? Làm ở bên này. Bên này à? Ở dưới này. Ở dưới này xuống. Bởi vì là bên kia là mình lạp đặt cái bô ở xuống rồi chỗ bạn như đang đứng nhỉ. Nhưng mà bây giờ phải mai phải đào cái ống xong là chôn cái ống kia trước đúng không? Xong rồi không mai đổ cái dàn móng vào đây rồi thì không đào được nữa. Nhỉ. Cái ống thì mình để chỗ để lấp sâu cũng được. Bởi vì là mình chưa láng nền mà mình xây xong hết mình láng nền mà. À. Vì sợ đổ cái dàn móng vào đây rồi thì không đào được ấy. Không thì mua cái ống nước về lắp trước cũng được. Anh em thợ xem là cần cái gì thì bảo nhá. Bảo để em mua lên luôn.
Bây giờ cần nước để có nước xây đúng không Mai? Chiều nay xi vào và hôm nay là đào móng. Và ngày mai thì này sẽ có ống nước về để đi dẫn nước. Ôi trời. Cái này không nhìn thế thôi nhưng mà cũng chắc phết đấy nhỉ, mấy mấy năm chắc rồi đấy. Mỗi cái cột này thôi nó chưa. Phá là giỏi thôi nhỉ. Thế nhỉ, phá là giỏi thôi. Cẩn thận, đấy nhiều đinh lắm nha. Đây này, không để ý đây. Tiêm muốn ván đấy. Giờ nhìn nó sẽ gọn gàng hơn nhiều. Hôm qua là cũng lắp cái để cái sắt ở trong này hết rồi các bác. Nồi cơm điện hôm nọ Trình cũng mang lên cho hai bạn nhỏ. Lấy của nhà không dùng đến thì mang cho thôi. 5 cây sắt này hình như là thừa một cây sao rồi các bác ạ. Nếu như mà thừa thì xem là có về giả lại được không. Hôm nọ là có cái tủ mới. Đấy. Còn mấy quả trứng vẫn chưa ăn hết. Ở trên này thì những cái đồ này cũng là có bác anh chị gửi đến cho này. Muối mắm mì chính, rồi là dầu ăn các thứ. Ngày xưa là bát đũa, rồi là đồ đạc các thứ là cũng để linh tinh beng thôi. Đấy. Cũng may là cũng nhận được sự yêu thương, ủng hộ của các bác đến với hai bạn nhỏ. Đấy, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện tại là hai bạn nhỏ cũng có những bộ quần áo. Bây giờ là con có cái tủ để mà để quần áo các bác ạ. Đấy, không, nhà cũng không có tủ cho nên là quần áo vẫn để ở dưới đất này thôi. Đấy, không có chỗ nào để. Hôm nọ thì các bác cũng hỏi, cũng góp ý với cháu Quyền là mong muốn là sẽ mua một cái tủ lên để làm cái ở bàn thờ đàng hoàng, thờ bố mẹ của hai bạn nhỏ ấy. Và như các bác có thể thấy là ngày xưa hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, cho nên là đến lúc người mẹ, người cha không còn nữa thì cũng không có tiền để mà chụp một tấm ảnh để làm cái ảnh thờ. Và như có bác anh chị cũng hỏi cháu Quyền là tại sao ngày xưa còn người bố người mẹ mà đã được nhà tình thương rồi ấy, thì là như thế này các bác ạ. Ngày xưa hoàn cảnh gia đình của người bố và người mẹ này cũng rất là khó khăn. Đấy, hoàn cảnh thì cháu tìm hiểu hỏi xung quanh hàng xóm ấy, thì là ngày xưa là nhà gốc là ở đây này, cái chỗ bên đằng bên mộ của mẹ ở bên kia kìa cô bác, là làm một cái nhà tre bằng mái rơm thôi. Đấy, ở sau khi đến đời bố mẹ của hai bạn nhỏ thì lại ở trong cái ngôi nhà này này các bác. Đấy, ở đây là phòng ngủ ngày xưa của bố mẹ này. Và sau đó thì do hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn thì bên nhà nước là cũng hỗ trợ xây cái ngôi nhà này cho. Nhà đấy là ngày xưa, thời ngày xưa là ở 40 triệu hay sao thôi, 40 triệu hay là 50 triệu gì đấy. Thì cũng làm được một cái ngôi nhà nho nhỏ như này để cho người bố, người mẹ đấy. Sau khi mà làm nhà xong thì cũng không may mắn là người mẹ, người cha đã mắc bệnh và đã để lại cho hai bạn nhỏ ấy tự sống bơ vơ. Nắp bể phốt là tận dụng cái này luôn. Ui dồi ôi, sao mà được. Đổ nắp mới luôn. Cái này làm lâu lắm rồi mà nó cũng không vừa nữa. Cái máy nữa mình ghép mình đổ thẳng luôn chứ ở trên đấy. Nhờ. Chặt cây này làm đổ làm ván xong là đổ thẳng luôn được. Nhưng mà không biết là cái cây này có phải của nhà xăm không? Phải à? Ừ. Cái nắp bể phốt này thì... này các bác. Là ngày xưa ấy thì là cái lúc mà mẹ còn thì là làm đang xây dở cái nhà vệ sinh ở dưới này này. Đấy.
đang xây dở, thế là cũng làm cả cái nắp bể phốt rồi. Đấy, sau khi mà mẹ mắc bệnh nặng không qua được thì đã dở đến bây giờ vẫn chưa làm. Cái này mình nữa chắc phải tháo ra nhỉ? Này bây giờ là có kinh phí ấy, thì phải làm lại cái nền này ra kia, đổ cho nó sạch sẽ. Cái này, cái mái hiên này là cũng nguy hiểm lắm ấy, sợ là rơi vào đầu thôi. Cái mái hiên này này. Lắc này các bác. Em thử rung xem nào. Đây các bác ạ. Đây này. Đấy. Cái cột là lung lay hết rồi này, những cái chân cột này. Cái này nếu mà mưa to còn sợ là nước lại chảy vào trong nhà ấy nhỉ? Có chứ, cái mái nó bằng quá. Mái này bằng lắm. Bằng vào trong này quá. Ở bên kia còn đỡ một tí, đầu bên này này. Nhưng mà vẫn đỡ hơn là không có. Đâu? Mét 2 á chú. Cái nhà tắm, nhà vệ sinh ấy. Đấy. Mét 2 hơi ngắn ấy nhỉ. Mét 2 đến đây. Đến đây xong là chiều dài nó từ kia vào. Chiều dài thì hơi dài nhỉ. Đâu sao? Thì nó mới ấy, còn là nếu mà xem nào, để mình cân đối. Xem cái lò là 1 mét đến đây đúng không? Đấy. Tầm đến đây đi. Đấy, xong là từ bàn thái với lại ấy đi xuống dưới là hợp. Lò này cũng phải chiếm tầm khoảng 1,5 mét ấy chú nhỉ? Lò bếp ấy. Một mét thôi. Nó không chả đun cái gì nhiều ấy. Mà các em cũng đang đi học cũng không dùng nhiều thật. 1,2 mét đúng không? Rồi cứ làm tầm đấy. 1,2 mét là trong ở trong ấy, còn tường là ăn đi bên ngoài này. Thế là rộng rồi. Chiều dài thì quá rộng nhỉ. Sau này mà có kinh phí lắp cái gạch hoa vào trong nhà tắm nữa cho nó sạch sẽ. Bây giờ cái lò sẽ hôm nhà này thì sẽ không làm lò vào trong nữa các bác ạ. Như nhà lúa thì làm cái lò vào trong này thì nó lại chiếm diện tích vào trong bếp ấy, nên là hơi hẹp một tí. Bây giờ sẽ làm cái lò ra ngoài để nó rộng hơn. Cái đợt xây của nhà anh ăn lúa là lò thì xây 1 mét vuông luôn nhé anh ơi, chú ơi. Thưa các bác anh chị, là bây giờ thì cho cháu xin phép thông qua danh sách mà những cô bác đã gửi những tấm lòng của cô bác đến với hai bé Sam và Kính. Hôm trước thì sau khi mà hai vợ chồng cháu đăng tải lên và nghe được tin là có một bác ở bên Mỹ, bác là bác Denny ở bên Mỹ là hỗ trợ cho hai bé làm một cái căn bếp với cả nhà vệ sinh ấy, thì cũng có một số cô bác có đồng hành cùng với bác với cả hai vợ chồng cháu và cũng có gửi những tấm lòng của cô bác đến với hai bạn nhỏ. Bây giờ thì cho phép là cháu sẽ thông qua danh sách của cô bác một chút xíu. Một là nhóm bà Lê Thị Ngà ở Hà Nội là gửi đến hai bé là 500.000. Hai là cô Thúy ở Lạng Sơn 200.000. Ba là Trần Ngọc Quý ở Nghệ An là 2 triệu đồng. Đấy thì cái số tiền này là tổng được 2.700.000 cô bác ạ. Thì có những cô bác này đã liên hệ với hai vợ chồng cháu là mong muốn là sẽ cho cái số tiền này vào quỹ làm bếp, làm nhà vệ sinh cùng với bác Denny ở bên Mỹ để làm sao cho hai bé có một cái cuộc sống ổn định hơn đấy các bác. Một lần nữa thì cho cháu Hiển xin được gửi lời cảm ơn đến các cô bác anh chị và đặc biệt là bác Denny ở bên Mỹ đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng với hai vợ chồng cháu và giao một cái công việc cao cả như thế này để cho hai vợ chồng cháu phụ trách. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Cái này là cái lò đúng không chú? Vâng, bây giờ đào đường móng để xây cái lò ấy. À. Hôm nọ là chú làm ở bên A Lúa là làm vào trong là hơi bị lỗi một tí nhỉ? Không phải đâu, cái đấy là do lúc đầu cũng không ấy. Cái đấy là do lúc đầu không thiết kế, không nghĩ, không thiết kế kiểu. Chính ra ở trên mình kiểu xây bếp mà cũng ít người xây lò nhỉ?
Nếu như bây giờ mà biết tận dụng xây những cái lò như này thì ít khói vào nhà hơn ấy, nó sẽ ảnh hưởng, đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe hơn. Tính ra làm cái lò như thế này nó cũng chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng mà nó tiện hơn rất là nhiều ấy chú nhỉ. Mình làm cái lò bếp như này ấy, có bếp ga, mình thích nấu bếp ga cũng được, mà mình nấu bếp củi cũng được, mà ở trong đấy nó vừa không, nó vừa sạch sẽ, nó vừa gọn gàng. Thằng này muốn làm thịt treo, treo không được. Có bao nhiêu để thịt để treo cũng được. Quan trọng là có thịt để treo không. Hay có thể là nếu như chú ở bên Mỹ tài trợ về cái phần nhà bếp ấy, thì là các cô bác gửi đến thì chúng cháu sẽ trích ra để mua thức ăn cho hai bé, cũng như là mấy anh em thợ làm. Và nếu như không đủ thì chúng cháu sẽ bổ sung vào. Hai chú ở làm tích cực nhá. Không à, mấy đứa các cô bác lại thưởng cho, biết đâu cô bác lại thưởng cho sao. Đấy, chú này thì tên là Phúc thì chắc là cô bác cũng biết rồi. Còn chú này thì tên là Kim cô bác ạ. Hai bé là cuối tuần này nghỉ học về nhà là nhà bắt đầu có nhà bếp lên rồi đấy. Hôm nay là thứ mấy rồi chú nhỉ? Hôm nay thứ ba. Cũng sắp được nghỉ hè rồi đấy. 1-2 tuần nữa thôi nghỉ hè rồi. Xong hôm nay thứ tư rồi á chú? Trong thời gian thứ nghỉ tư, hè muốn đi làm thuê để thứ 5, thứ 6, thứ 7 đến lúc về. Đi học là sẽ có tiền đi học ấy các bác ạ. Có cần làm sát quá không hay là xây lên trên này một hàng gạch? Không, ý là bây giờ xây đến đây nhá, xây đến đây là quay vào đây 1-2 hàng gạch xong là để cái cửa ở đây đi thôi, chứ không để hẳn vào đây, không xây thẳng vào đây để cửa như thế là nó không ấy. Còn chỗ này thì mình thích ví dụ ngóc này mình thích đặt để ví dụ nước giặt xà phòng các kiểu để ở đây được. Đấy, không vấn đề. Chỉ có làm cửa từ đây đi vào trong nhà vệ sinh thôi. Thế thì nó cũng sẽ gọn hơn nhỉ? Đúng rồi, chứ còn mình mà không, làm mà mình kia vào đây thì xây đây làm thẳng như thế thì nó cũng quá rộng với lại quá tốn diện tích. Nhưng mà làm như thế thì cũng được. Không, để cho nó rộng rãi, thoải mái cả nhà tắm ấy thì cứ xây ra đến chỗ chú đang đứng đi. Xong rồi để cửa ra ở chỗ góc kia luôn. Ở trong này sẽ là nhà tắm, nhà vệ sinh chung nhau ấy, để nó rộng ấy. Không cần phải xây ngăn như này đâu, để nó hẹp làm gì. Đấy, cứ rộng ra đi. Thích thế cũng được. Đấy, đến xây đến chú đang đứng ấy, xong là không để cửa để bên này cửa luôn bên đấy luôn. Đúng rồi. Thế thì chắc là vẫn phải xây chỗ này lên một hàng gạch nhỉ. Để làm cửa. Sau này mà có xem là nếu mà lắp cửa thì lắp cái cửa nhà vệ sinh, nếu không lắp thì thôi. Thưa các anh chị, là sáng nay thì chúng cháu cũng có mua một ít thức ăn lên trên này cho các chú thợ ấy các bác. Hiện tại ấy, nhà em xong là thỉnh thoảng là ra nhà hàng xóm bên này này các bác dùng nhờ nước. Bóp muối đi nhá, lòng ấy. Mà không có muối thì nó lấy cái bột canh này để bóp. Ở đây thì khá là hiếm nước các bác ạ. Cả thôn nhà nào cũng qua hạn hẹp về cái nguồn nước. Đấy, một cái nguồn nước ông bé này kéo về là 4-5 nhà trùng cơ. May mà ở bên này hàng xóm còn tốt, còn cho dùng chung ấy, chứ không là hai bé không có nước để mà dùng các bác ạ. Tí nhặt ít rau thơm này về cho vào món tiết đây. Này ăn tiết để lấy tiết về canh. Tí chủ nhà đuổi. Ấy.
bữa đầu tiên nên là nấu cho mấy anh thợ ăn các bác. Và mấy hôm nữa ngày mai ngày kia thì chúng cháu cũng khoán thẳng nên là không nuôi cơm các bác. Anh em thợ tự túc thôi. Đấy, trong lúc đang đợi xi măng thì chuyển gạch vào trong kia để chiều hoặc là ngày mai sẽ xây bể phốt, đỡ phải chuyển nhiều các bác ạ. Ơi bây giờ là xong cơm rồi. Ui cơm này hơi cứng ấy chú ạ. Ngày hôm nay là đi mua được ít lòng. Cái món lòng không có gì để xào cùng. Tiết này thì đây là tiết các bác ạ, tiết lợn. Đây là đi mua lòng người ta cho đâu. Chính ra mua lòng này ăn rẻ nhỉ. Thưa các bác là hôm nay thì Si vẫn chưa vào cho nên là sẽ phải anh em thợ cũng đi về, sáng mai lên sớm để làm. Cô bác cũng góp ý cho cháu Quyền là muốn cho cháu Quyền là mở cái cửa ở chỗ này ra để ra ngoài này cho tiện ấy, nhưng mà cái nhà để xây khá là lâu rồi, ngày xưa là không biết là cho Si nhiều hay là ít nữa. Thì sợ là bây giờ đục ra thì không bền nữa, không được lâu thôi các bác. Cho nên là cháu vẫn giữ là cái cửa từ đây vào thôi, từ ngoài hiên này vào. Đấy. Nếu như mà đục ở đây vào thì sẽ là tiện hơn rất là nhiều, nhưng mà ở sợ là nhà này xuống cấp quá rồi các bác ạ. Đấy. Bể phốt thì cũng đào xong rồi. Đấy, còn cái này là cái bếp lò ra ngoài. Còn bây giờ thì sẽ di chuyển đi về thôi các bác. Rất là mong cô bác sẽ góp ý cho vợ chồng của cháu Quyền trong quá trình làm. Nội dung của video đến đây cũng khá là dài rồi. Cho cháu xin phép là kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Quyền Điển TV. Xin chào các bác. Cô bác ơi, đây là những mặt hàng đặc sản vùng cao mà hiện tại hai vợ chồng Quyền Điển đang bán ở trên kênh cô bác nhé. Và đây là mật ong hoa bạc hà. Còn đây là mật ong khoái rừng cô bác ạ. Hiện tại thì sắp đến mùa mật ong rừng tự nhiên rồi các bác nhé. Mật ong khoái rừng thì hiện tại vợ chồng Quyền Điển còn một chút nữa thôi. Còn bên này là chè San Tuyết đặc sản ở trên vùng cao. Cái chè này thì là chè mới năm nay các bác nhé. Còn cái của năm cũ ấy thì cũng có rất là nhiều các bác hỏi, nhưng mà hai vợ chồng cháu không có gửi cho. Còn bây giờ nếu mà các bác nào muốn mua ấy, thì có thể là liên hệ trực tiếp với hai vợ chồng cháu tiếp ạ. Còn cái này là hoa đu đủ đã được cháu Yển phơi khô rồi các bác. Đấy. Còn bây giờ thì cháu sẽ rót cái mật bạc hà này ra để cho cô bác cùng xem là độ đặc sánh của mật là như thế nào các bác nhé. Đây là mật ong hoa bạc hà các bác nhé. Và rất là mong các cô các bác sẽ tiếp tục ủng hộ gian hàng của hai vợ chồng cháu để hai vợ chồng cháu có thêm kinh phí để mà đi giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này hơn các bác ạ. Và cô bác nào ủng hộ hai vợ chồng cháu thì có thể liên hệ qua hai số điện thoại trực tiếp là 0395 953 850 và 0369 944 064 cô bác nhé. Rất là cảm ơn cô bác ạ.